hello mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh Bu Channel và mình là Bu đây. À, hôm nay Bu sẽ à, hướng dẫn cho mọi người cái cách mà à, mình đang dùng Windows 10 mà thằng Microsoft nó hiện ra cái bạn nó à, phọt mình update có nghĩa là nó yêu cầu mình Microsoft bây giờ nó yêu cầu mình phải update lên Windows 11 và mình không muốn cái thông tin Windows 11 nó cứ à, hỏi mình hoài mà mình đang muốn dùng Windows 10 mình muốn stay on Windows 10 chứ mình không muốn dùng Windows 11 nữa nên thành ra là mày đừng hỏi tao nữa. Thì hôm nay Bu sẽ cách, hướng dẫn cho mọi người cái cách chặn đứng các cái option hỏi và các cái update của cái uh, Windows để cho cái cái Windows 10 của mình nó sẽ hoàn toàn không đụng gì đến Windows 11 nó chỉ update các cái gì liên quan đến Windows 10 các cái gói security của Windows 10 thôi ha. Ok. Mình bắt đầu nha. Ok mọi người để mà mình chặn cái đó thì mình chúng ta cần phải vào một cái uh, trình quản lý của registry nó tên là regedit mọi người nha. Thì mình gõ ở đây là chữ regedit ha. Thì nó sẽ vào cái phần registry editor. Thì chỗ này mình chọn yes để mình mở cái registry editor lên ha. Rồi ở cái registry editor này mình sẽ kéo nó về cái uh, thư mục gốc của nó ha và bắt đầu mình sẽ chọn từ chỗ này ha. Thì ở đây chúng ta sẽ vào bằng uh, từ là cái HK Local Machine ha này chúng ta sẽ vào phần software ha tiếp tục chúng ta sẽ vào một cái phần tên là policy ha đây policy rồi trong policy chúng ta sẽ vào phần Microsoft tiếp tục chúng ta vào phần window rồi ở phần window này chúng ta sẽ đi tìm một cái phần tên là uh, window update đây ở đây chúng ta có cái window update rồi ở trong cái phần window update này nếu như chưa có cái window update thì mọi người right click ở chỗ này và mọi người right click trên cái phần windows nè, mọi người right click thì mọi người tạo một cái key tên là window update. Còn ai đã có cái window update rồi thì ok chúng ta sẽ vào cái thư mục window update và chúng ta cũng tiếp tục tạo một cái key cái 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 diwork, cái diwork 32 bit mọi người ha, à. value là 32 bit. Rồi cái diwork này nó tên là gì? Thì cái diwork này nó tên là target target release version Ok mọi người ha Target release version Rồi khi chúng ta tạo cái keyword này xong thì Chúng ta double click vào nó Và chúng ta chọn cái value data ở đây là một Ok mọi người ha Rồi thì cái cái động động tác này nó sẽ làm gì Nó sẽ block toàn bộ các cái feature update và upgrade của Windows 11 Nhưng chúng ta block vậy thôi chúng ta chưa đủ chúng ta vẫn muốn là em mình block cái gì liên quan đến Windows 11 thôi còn cái gì có ảnh hưởng đến Windows 10 thì mày vẫn cho tao dùng nha. Vậy thì chúng ta cần phải làm thêm một cái một cái key nữa, một cái string value nữa. thì ở chỗ này nó string value nó tên là target release version info. này ha mọi người ha. target release version info. rồi ngay chỗ này và chúng ta double click vào nó. vậy thì cái chỗ double click này cái value data của chúng ta cần input vào chỗ này, rằng phải ghi vào chỗ này là cái gì thì chúng ta phải cần phải check lại cái version của chúng ta đang là version bao nhiêu thì ở đây chúng ta sẽ dòng run này chúng ta sẽ gõ cái lệnh gọi là win version win version ha win version đây thì cái win version của chúng ta đang là 21h2 vậy thì cái chỗ cần input này của chúng ta sẽ bỏ vào đó là 21h2 ở chỗ này ok chưa mọi người ha cái version này của mọi người là bao nhiêu thì mọi người sẽ gõ vào đây bấy nhiêu mọi người nhá mọi người cứ tự, tự check của mình ha rồi mình chọn ok rồi như vậy thì nó sẽ uh, update toàn bộ những cái thông tin gì có liên quan đến cái version của chúng ta là 21H2 thì là chúng ta vẫn nhận được những cái gói update, vẫn nhận được cái thông tin, uh, vẫn nhận được các cái download uh, cho cái gói của chúng ta nhưng nó sẽ không nhận cái gói download dành cho Windows 11 thế thôi. Rồi để mà chắc chắn cái chỗ này thì một chút xíu nữa chúng ta cần phải làm thêm một chút xíu nữa trong cái phần uh, Group Policy mọi người nha. Thì khi muốn vào Group Policy thì chúng ta sẽ vào cái phần ở đây gọi là à, Chúng ta sẽ vào phần là GB Edit ha GB Edit Đây, thì nó sẽ có một phần gọi là Edit Group Policy Rồi chúng ta access vào đây ha Rồi, ở cái phần Computer Configuration Chúng ta sẽ vào đây Vào phần Administrate Still Template ha Rồi, vào phần window Communion Rồi, chúng ta sẽ scroll down xuống vào phần Windows Update. Trong cái phần Windows Update này, chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm một cái phần tên là Windows Update for Business này. Rồi, trong phần Windows Update for Business này, chúng ta sẽ chọn là Select the target feature update version. này, chúng ta cần phải Enable này lên. Thì trong cái phần Enable này lên, chúng ta sẽ có hai option mà chúng ta cần phải đánh vào. Có nghĩa là option thứ nhất là chúng ta sẽ update những cái gì? dành cho Windows 10. Cái thứ hai cái target version của chúng ta thì là hồi nãy mình đã xem rồi, 21H2. Nó nằm ở trong cái phần Windows ha. Đây, nằm trong phần này. Version của chúng ta là 21H2 thì chúng ta sẽ update cái chỗ này là 21H2 mọi người ha. Rồi, chúng ta chỗ này chúng ta chỉ cần đơn giản là chúng ta apply và ok. Rồi, khi đụng đến bất cứ cái gì dính đến group policy hoặc là policy của máy tính thì chúng ta cần phải restart cái máy chúng ta lại, hoặc là chúng ta sẽ phải vào một cái command Chrome để mà chúng ta đây ha, command Chrome để chúng ta update nó thì chúng ta sẽ chạy dưới cái quyền administrator mọi người nha, rồi đây thì chúng ta sẽ dùng một cái lệnh gọi là gb uh, update set for ok ha, gb update set for thì nó sẽ update toàn bộ các cái policy của chúng ta vừa mới thay đổi ở trong cái phần group policy editor hồi nãy thì sau khi chúng ta dùng gb update support thì nó sẽ uh, báo chúng ta là nó đã update cái policy của chúng ta là successful rồi ha thì mọi người có thể dùng lệnh này cho nhanh hoặc mọi người có thể restart lại cái máy tính của chúng ta thì chúng ta sẽ update cái policy này rồi bây giờ chúng ta sẽ bây giờ nó đang là cái giao diện như vậy ha. Đó, bây giờ mình sẽ đóng lại. Mọi người có thấy không? Đây có một, có một cái thay đổi vừa mới hiện lên liền. Ok, mình đóng lại mình vô lại thử thôi ha. Này. Update. Và chọn phần Windows Update. Đây. Mọi người vô đây mọi người nhìn ha thì ở trong cái phần config của update policy nó sẽ xuất hiện hai cái policy chúng ta vừa mới tạo. Đó là cái policy dành cho group policy đây. Cái target release version đây cho feature update nó chỉ có cái này thôi Rồi cái chỗ này là thêm một cái nữa là cái version product của chúng ta Đó thì chúng ta vừa mới tạo hai cái uh, update Một cái chỗ này là Windows 10 và cái chỗ này là version là 21H2 Thì nó sẽ update vô đây và chúng ta chỉ nó chỉ làm những cái đó thôi Nó chỉ check những cái đó thôi Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấn lại nút check for update nha Đây thì nó sẽ hoàn toàn không lấy bất cứ một cái thông tin gì của Windows 11 nữa, nó chỉ lấy toàn bộ những cái thông tin của cái bản chúng ta đang dùng, những cái gói update, những cái security feature uh, về cho máy tính của chúng ta thôi. Còn cái bản này chúng ta muốn nó bắt đi thì chúng ta chỉ cần confirm với nó cái chỗ này là chúng ta stay on Windows 10 for now thì nó sẽ uh, không làm gì chúng ta nữa ha, nó sẽ không update gì cho, cho chúng ta, nó cũng không gửi lời mời gọi cho chúng ta gì cả đây mọi người thấy chưa thì nó đã bỏ qua nó đã bỏ qua cái cái bản hồi nãy cái bản giới thiệu Windows 11 hồi nãy và nó chỉ bây giờ nó chỉ làm đúng cái nhiệm vụ của nó nó biết mình đã khẳng định mình ở lời Windows 10 thì nó sẽ không có gửi cho chúng ta bất kỳ một cái thông tin gì về Windows 11 nữa và nó chỉ chuyên tâm Windows 10 và nó gửi những cái gói update cho Windows 10 thôi và chúng ta đơn giản download và update cho Windows 10 của chúng ta cho nó đầy đủ mọi người ha. Ok, uh, Bu vừa hướng dẫn cho mọi người xem xong cái cách để block cái trình update upgrade của Windows Update dành cho Windows 10 đi lên Windows 11 và chúng ta không muốn lên Windows 11 thì hãy làm theo hướng dẫn của Bu. Đừng quên like share và nhấn subscribe kênh của Bu và nhấn chuông để có thể thấy những video mới của Bu mọi người nhé. Ok bye bye mọi người.